Kính thưa quý vị, cập nhật tình hình di chuyển của bão Maon. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, bão Maon đang ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông. Đến 7 giờ sáng mai, tâm bão Maon ở trên vùng biển phía đông khu vực phía Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Bắc, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 600 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Thưa quý vị, hôm qua ngày 22 tháng 8 tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Đảng Dân Chủ, Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen, Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Say Chum đã tiếp ông Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đang có chuyến thăm chính thức Campuchia. Tại các cuộc hội kiến với lãnh đạo Campuchia, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Thủ tướng Hun Sen có ý nghĩa quan trọng về lịch sử của quan hệ hai nước, đồng thời thể hiện ý nghĩa đặc biệt và sự coi trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đối với quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Say Chum đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được, đặc biệt là trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Các nhà lãnh đạo Campuchia cũng khẳng định sẽ cùng Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ mai sau mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, thúc đẩy quan hệ chung và ủng hộ những phương hướng phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành và địa phương nhằm đôn đốc báo cáo, phục vụ tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp tục duy trì hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của 6 tổ công tác về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đối với các bộ ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 7 dưới mức trung bình cả nước là 34,47%. Cũng như để chuẩn bị cho tổ công tác làm việc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi các đơn vị đề nghị chuẩn bị báo cáo, yêu cầu gửi trước ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, ghi nhận đến 9 giờ ngày 22 tháng 8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được báo cáo về vấn đề trên. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 40 lao động tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, Công an tỉnh An Giang đã củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ vụ việc. Điều tra ban đầu cho thấy có 4 đường dây buôn người liên quan đến vụ việc này. Ngay sau khi 40 lao động tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Xanh cùng ngụ thị trấn Long Bình để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Từ những thông tin đấu tranh khai thác được, cơ quan công an tiếp tục mở rộng vụ án và đã xác định được 4 đường dây liên quan đến vụ việc. Đối với cái hành vi mà mua bán người đó thì chúng tôi đã có cái làm rõ. Đó. Thì là trong 40 người này thì lại có là làm rõ được 4 cái đường dây. 4 cái đường dây là mua bán người. Đó. Mà ở đây là xuất hiện là trên các cái tỉnh thành trong cả nước. Móc nối với phía bên Campuchia để mua bán người, chuyển cái người Việt Nam của chúng ta sang Campuchia để đưa vào là các casino là lao động bất hợp pháp. Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, đây là những đường dây buôn người có quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, nên cơ quan công an sẽ tập trung điều tra nhằm sớm làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây buôn bán người này. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra đến nơi đến chốn, điều tra mở rộng vụ án để là bắt tất cả những các cái đối tượng liên quan đến cái đường dây này để đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội và theo quy định của pháp luật. Trong chuyến công tác kiểm tra tuyến biên giới trên địa bàn huyện An Phú, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng yêu cầu các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra và quyết liệt đấu tranh xử lý, cũng như áp dụng các giải pháp phòng chống tội phạm buôn bán người. Là chúng ta phải có cái dự báo, có cái dự đoán, có cái bố trí, có cái phương pháp và có cái độ quyết tâm. Thì có như thế thì chúng ta kiểm soát được biên giới. Chúng ta tăng cường cái công tác, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý. Mục đích chúng ta thực hiện trọn cái nhiệm vụ mà Đảng cũng như là chính quyền của tỉnh giao cho các đồng chí. Hiện Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an để phối hợp các tỉnh thành nơi đường dây mua bán người hoạt động để điều tra, xử lý triệt để. Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng cho biết phía Campuchia đang phối hợp tích cực, làm rõ việc mua bán người, hành vi ép người lao động Việt Nam làm quá giờ, không trả lương, có dấu hiệu tra tấn. Từ đó, bảo đảm quyền bảo hộ công dân Việt Nam. Học sinh trên cả nước đang bước vào mùa tựu trường, chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19, cúm A và các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp hay là sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo khuyến cáo của các bác sĩ nhi khoa, ngoài việc tiêm đủ vaccine, thì việc tăng cường sức đề kháng cho các em nhỏ là rất quan trọng để trẻ có một cơ thể khỏe mạnh trước những trở ngại như là dịch bệnh hay là thay đổi thời tiết khi chuyển giao mùa. Nguyễn Thủy Dương ở Ba Đình, Hà Nội có hai con nhỏ, một bé mầm non và một bé năm nay lên lớp 3. Sắp tới con đi học lại, chị cho rằng con sẽ mất thời gian khoảng một tuần để vào nề nếp. Từ nhỏ thì con có sức đề kháng kém hơn những các bạn cùng trang lứa, nên mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc là gió mùa về, con thường xuyên là ốm vặt. Đặc biệt là khi thay đổi một cái môi trường mới, thời gian nghỉ ở nhà dài rồi lại quay trở lại lớp học thì con hay bị ho, hắt hơi, sổ mũi. Để tăng sức đề kháng cho con, một là em cho con ăn thêm nhiều hoa quả, bổ sung nhiều vitamin. Ngoài ra em còn sử dụng đi giải vi khuẩn để giúp các con tăng cường sức đề kháng và tránh các bệnh về đường hô hấp. Theo một nghiên cứu được Thư viện Y học Quốc gia Mỹ công bố, trong số hơn 1.000 trẻ được nghiên cứu có số ngày nghỉ học là 2.295 ngày do điều trị bệnh đường hô hấp cấp tính. Tỷ lệ mắc nhiễm trùng đường hô hấp thường cao ở trẻ nhỏ do trường học đông đúc, khiến mà bệnh gây ra nhiễm trùng đường hô hấp dễ lây lan. Hơn nữa, trẻ em có nguy cơ bị nhiễm trùng đặc biệt cao vì hệ thống miễn dịch chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, môi trường học tập cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Bên cạnh vai trò của nhà trường, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý về thực trạng tình hình sức khỏe của con ở từng lứa tuổi. Điều đầu tiên, các em bé phải có được cái hệ miễn dịch khỏe mạnh bằng cách là cung cấp dinh dưỡng cho các trẻ đầy đủ để cái hệ thống miễn dịch có khả năng hoạt động tốt. Một số các biện pháp nữa mà gần đây chúng ta cũng đã được sử dụng, nó giống như một cái vaccine đường uống, đó là sử dụng các cái vi khuẩn mà người ta đã ly giải, đã làm yếu các cái khả năng gây bệnh đi rồi cho uống, thì cũng tạo được những cái miễn dịch nhất định để phòng các cái vi khuẩn gây viêm đường hô hấp, nó làm giảm cái khả năng gây bệnh đi rồi, và chúng ta uống thì có thể kích thích cái hệ thống miễn dịch và tạo ra được những cái kháng thể để phòng và chống các cái vi khuẩn mà có thể gây bội nhiễm sau khi mắc cúm. Bởi vì bình thường ở trong họng, ở trong niêm mạc họng, cả người lớn và trẻ em thì đều có những cái vi khuẩn mà có thể gây bệnh khi mà cái niêm mạc đường hô hấp nó bị tổn thương do các loại virus như là cúm, như là adeno, gây nên cái tình trạng bội nhiễm vi khuẩn sau khi mắc cúm hay là sau khi bị viêm đường hô hấp do các loại virus khác. Khi trẻ khỏe thì mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui. Thời gian qua, thuốc và thực phẩm chức năng giả đang là vấn đề ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Để đẩy lùi vấn nạn này, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang là một trong những giải pháp được nêu rõ tại hội thảo thuốc và thực phẩm chức năng giả, hiện trạng và giải pháp diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại hội thảo, các cơ quan quản lý, các chuyên gia, đại diện các hiệp hội đã chỉ rõ những bất cập trong cơ chế, chính sách liên quan đến thuốc và thực phẩm chức năng giả. Từ đó có những trao đổi để các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng thay đổi phù hợp trong việc quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và hơn hết là chọn lựa công nghệ chống giả tiên tiến, hiện đại để giải quyết vấn đề chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, hàng hóa của doanh nghiệp mình cũng như bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Tại miền Nam, giá heo tiếp tục tăng nhẹ. Theo đó, giá heo hơi bán ra hôm nay ở mức từ 62.000 đến 70.000 đồng 1 kg tùy nơi và tùy loại. tăng 1.000 đến 1.500 đồng 1 kg so với 2 ngày trước đó và tăng khoảng 4.000 đồng 1 kg so với mức thấp đầu tháng 8. Giá heo hơi tăng kéo theo giá heo mảnh bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn tăng nhẹ so với tuần trước. Hiện phổ biến ở mức 67.000 đến 82.000 đồng 1 kg tùy loại. Theo nhận định của đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo dự báo sẽ tiếp tục nhích lên trong thời gian tới khi nhu cầu ăn chay giảm vì tháng 7 âm lịch qua đi. Ngoài ra, các bếp ăn tập thể trường học hoạt động trở lại cũng khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo nhiều hơn, kéo giá tăng. Tuy vậy, mức tăng là không nhiều do nhu cầu tương đối cân bằng và sự chênh lệch giá heo giữa Việt Nam và các nước cũng không nhiều như trước.